Hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trong thời gian tới cần bám sát định hướng chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030 và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2002-2022. Nhiều hội nghị có Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Võ Phiên. Từ 148 tỷ đồng dư nợ khi mới thành lập với 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao, đến nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 23 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 4.377 tỷ đồng, tăng hơn 4.229 tỷ đồng, tăng gấp 29,5 lần so với năm 2002. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã mở 100% điểm giao dịch xã tại 173 xã phường thị trấn. Tổ chức giao dịch tại các điểm giao dịch xã vào ngày cố định hàng tháng, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 680.000 lượt hộ nghèo và các hộ chính sách khác tại khắp các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo được tiếp cận với chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 185.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từng giai đoạn, đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh 20 năm qua đã khẳng định được vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương, nhất là khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc xây dựng mô hình tổ chức, phương thức vận hành, quản lý vốn tín dụng chính sách với tính ưu việt và đặc thù riêng có của ngân hàng chính sách xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã có những đóng góp hết sức hiệu quả và thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong các chính sách, chương trình hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế hiện nay, ngân hàng chính sách xã hội cũng tham gia nhiều hoạt động hết sức quan trọng. Từ nay đến năm 2030, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh sẽ hoàn thành tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Đảng, Chính phủ, ngành và địa phương giao, đảm bảo 100% hộ nghèo và các hộ thụ hưởng tín dụng chính sách theo quy định có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ do ngân hàng chính sách xã hội cung cấp. Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách bình quân hàng năm khoảng 8 đến 10%. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng tín dụng. Phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% trên tổng dư nợ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương những kết quả đạt được trong 20 năm qua, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cần bám sát định hướng chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030, cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, để tổ chức thực hiện tốt các định hướng, mục tiêu và giải pháp đề ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 40, kết luận 06 của Ban Bí thư, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cần tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, hỗ trợ các điều kiện cần thiết đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và ngân hàng chính sách xã hội. Hàng năm, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện quan tâm bố trí một phần ngân sách của địa phương bổ sung nguồn vốn để ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện các chương trình dự án tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Trung ương và tỉnh giao. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đoàn đại biểu Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan chức năng có liên quan phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương chính sách về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tài xã, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng người thụ hưởng, an toàn, hiệu quả, tránh việc trục lợi chính sách. Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo
và các hộ chính sách, thực hiện tốt phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ. Dịp này, 50 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 7 tập thể cá nhân nhận bằng khen của các bộ ngành trung ương, 4 cá nhân được Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng bảng vinh danh. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng giấy khen cho 124 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và trong triển khai thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các hộ chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội và Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà với số tiền 1 tỷ đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi.